Tại hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 mới đây, thì một số ý kiến cho rằng các mô hình du lịch cộng đồng có thể tạo ra những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới cho khu vực này. Theo các chuyên gia kinh tế, một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện rất tốt để làm mô hình du lịch này. Tuy nhiên, loại hình này chưa được chú ý trong chính sách phát triển kinh tế của các địa phương. Các địa phương cũng chỉ tập trung sự quan tâm vào sản phẩm và giá trị của sản phẩm du lịch cộng đồng, nhưng lại bỏ qua những dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như bến bãi đậu xe hoặc kết nối giao thông với các khu vực có sân bay. Các chuyên gia cũng góp ý cần thay đổi trong các hoạt động trải nghiệm của du khách. Ví dụ, cần có kịch bản trải nghiệm cho du khách vào không gian văn hóa của loại hình đơn ca tài tử, hoặc đối với loại hình trải nghiệm bắt cá của miền Tây, nên cho du khách trực tiếp tham gia vào việc dở chà bắt cá, chứ không chỉ nhìn và xem sẽ mất đi ít nhiều ý nghĩa của sản phẩm.